Xin chào cả nhà, rất vui được gặp lại cả nhà trong cái clip này nha. Hôm nay chúng ta hãy bắt đầu làm những chú bong bóng ốc sên nha. Rất dễ thương và xinh xắn cho các bé. Chúng ta hãy bắt tay vào làm đi nào. Để làm được thì chúng ta cần 4 cái bong bóng ha. Một cái bong bóng màu trắng để chúng ta làm hai con mắt nhỏ thôi, không cần dài. Và một cái bong bóng nguyên chúng ta cũng chỉ cần bơm một chút xíu để làm hai cái râu. Và đây là cái bong bóng dài màu, cái mình thì bạn thích màu gì thì chúng ta chừa khoảng 7 ngón tay nha. Thì mình 7 ngón tay thôi. Và ở đây thì chúng ta sẽ chừa 8 ngón tay. Và chúng ta sẽ xoắn một cái bong bóng nhỏ ha. Thì sau đó chúng ta sẽ khóa lại. Kế tiếp thì chúng ta cũng làm thêm một cái giống như vậy, một xoắn một bóng tròn và chúng ta sẽ khóa lại. Và chúng ta hãy bóp mềm bong bóng một chút nha. Lúc nào chúng ta làm bong bóng cũng nên bóp mềm trước khi xoắn ha. Và kế tiếp thì chúng ta sẽ xoắn giống như hình hoa gặp lại. Thì bạn muốn thích nhỏ lớn tùy. Thì cái này chúng ta sẽ xoắn lại cỡ 4 ngón tay. Và tiếp theo chúng ta sẽ bóp mềm. Chúng ta sẽ làm cho nó vòng tròn qua. Đây là cái vỏ của con ốc nha. Và chúng ta sẽ đo nó tròn qua đến bên này. Và chúng ta sẽ lấy cái mấu cho nó bằng ha. Đây, và chúng ta sẽ dặn lại. Đây, bằng bên đây ha. Và chúng ta sẽ gặp lại như vậy. Chúng ta sẽ xoắn lại như hình hoa. Rồi sau đó chúng ta sẽ nẹp nó bao vào để tạo thành xoắn của vỏ ốc. Đây, chúng ta sẽ gắn vào. Và cái tiếp theo nữa thì mình bơm hơi thiếu bong bóng một chút thì chúng ta cứ bóp dồn bong bóng cho nó lên trên. Đây, thì thiếu bong bóng một chút thì chúng ta sẽ đẩy bong bóng lên cho nó lên đều rồi chúng ta quấn tiếp. Và đây thì chúng ta sẽ cột lại, quấn cái mối cột lại ha. Rồi chúng ta sẽ nhét cái mối đi. Kế tiếp thì chúng ta sẽ quấn tròn lại cho nó nẹp vào. Đó là thế là chúng ta có được cái vỏ ốc ha. Và sau đây chúng ta có được cái vỏ ốc xinh xắn thì chúng ta bắt đầu làm cái mình của chú ốc ha. Và đây chúng ta sẽ cặp, cái này là cái mỏ của chú ốc thì chúng ta cỡ 3 ngón tay. Chúng ta nẹp cái chấu lại và chúng ta xoắn. Thế là chúng ta giấu cái đầu cột của bong bóng đi cho nó giữ chắc lại, nếu không nó sẽ bung nha. Nha. Và như thế này. Và kế tiếp thì chúng ta sẽ làm một xoắn một bóng tròn và chúng ta khóa đầu lại. Và chúng ta sẽ khóa lại. Tiếp theo thì chúng ta xoắn một đoạn bong bóng khoảng 5 ngón tay ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ xoắn một bong bóng tròn nhỏ rồi chúng ta sẽ khóa lại. Những cái mối khóa này là nó giữ cho bong bóng đừng có bung đó các bạn. Dạ, rồi sẽ tạo thành cái mỏ và cái cổ của chú ốc sên ha. Kế tiếp thì chúng ta làm cái mình.
Và mỗi lần các bạn nhớ hãy nhìn theo tay mình nha. Mình bóp như vậy cho nó mềm, bong bóng mình làm sẽ không bị nổ. Và cái giỏ ốc mình muốn các bạn muốn đặt gần cổ hay xa cổ thì các bạn đo, và chỗ nào thì các bạn sẽ xoắn ngay chỗ đó nha. Thì mình muốn ngay đây thì mình sẽ xoắn ngay chỗ này ha. Xoắn chỗ này xong thì sau đó mình sẽ dùng cái giỏ của ốc, mình sẽ nối nó lại, mình sẽ quấn ngang hai cái bong bóng nhỏ này ha, để mình giữ nó vào. Và chúng ta để nối vào thì khúc này là phần đuôi, thì chúng ta sẽ làm, muốn các bạn muốn làm dài ngắn tùy các bạn thôi. Các bạn quấn nó như là cái bông hoa vậy đó, đó thì các bạn chia ra. Và khúc đuôi dài dài thì cho nó khỏi bỏ bong bóng thì chúng ta đẹp. Thì cái này khoảng 5 ngón tay ha. Chúng ta quấn lại. Và phần còn lại của bong bóng khúc này thì chúng ta sẽ dồn bong bóng lên cho bằng. Và chúng ta chỉ cần quấn lại thôi, khỏi cắt bong bóng nối vào ha. Đây. Và chúng ta sẽ nối nó vào trên cổ, quấn vào thôi. Và thế là cái hình chú ốc sên đã xong. Chúng ta chỉ cần việc làm mắt và râu nữa, thế là xong ha. Mắt thì chúng ta chỉ cần bơm một cái nhỏ và xoắn làm hai. Hai đầu thì chúng ta nên chừa nó dài dài để quấn cặp mắt lại ha. Sau khi cặp mắt đã quấn xong thì chúng ta sẽ ráp cặp mắt lại trên cái đầu của chú ốc ha. Còn về phần râu của chú ốc thì chúng ta sẽ xoắn hai bong bóng nhỏ và đẩy vào hai đầu, chính giữa chúng ta ngắn lại và chúng ta sẽ ráp lên. Thế là chúng ta có râu của chú ốc sên nha. Và chúng ta đã hoàn thành xong thì bây giờ chúng ta bắt đầu chỉnh sửa lại và vẽ mắt, vẽ miệng cho chú ốc sên để cho hoàn thành chú ốc sên một cách sinh động dễ thương nha. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi các clip này nhé, và chúc mọi người sẽ làm theo thành công cho các bé để chúng ta có thể chơi với các bé nha. Như các bạn nào thấy hay thì hãy bấm cho mình một like và chia sẻ với các bạn ở với nhau để chúng ta có thể làm có những cái video kế tiếp. Và bye, xin chào tất cả mọi người.